Ủa, bữa nay đi quay phim bình thường thôi mà, làm gì tụi bay mặc đồ chấp dữ hả? Tại tác này dư tiền. Hồi hôm qua trên đường đang buffet, thấy cái tiệm bán quần áo cũng đẹp, ghé vô mua vài chục cái áo để ủng hộ chơi mà. Mập, em xài tiền kỹ kỹ giúp anh Vinh chút xíu nha, để lúc nào em cũng ứng lương trước 1 tháng trời. Anh Vinh, vlog hôm nay anh định làm về nội dung gì vậy? Trời ơi, giỡn hoài, mặc đồ đẹp hết trơn rồi còn vẫn nhây nữa. Quay, cái tháng 2 này có một ngày đối với anh rất là quan trọng nha mấy đứa. Động não chút xíu đi, biết chưa, nhớ chưa mày? Em biết rồi nè. Ủa, tháng này có một ngày rất là quan trọng, là ngày 14 tháng 2 Valentine. Chuyện mày rồi kìa Thanh, sắp tốn tiền mua quà cho ghệ mày rồi kìa. Trộ thiệt chứ, muốn khỏe thì chia tay đấy. Út quay, hai vị huynh đệ đừng có giỡn mặt nữa, làm ơn đi, ngoài cái 14 tháng 2 Valentine ra còn cái ngày gì quan trọng nữa? Cái ngày gì nhớ đi. Tháng 2 này á, có một ngày là Tết Nguyên Tiêu. Mà Tết Nguyên Tiêu là cái ngày gì? Ngày gì? Là ngày mình đi chùa, cầu an, giải hạn, phóng sanh để tới thiên công đức đó. Mày giáo sư, tí có rảnh không? Tao với mày mua cá thả xuống sông, tức đức nè. Trời ơi, tao không đi đâu mày ơi. Sao hả? Tao có đức đâu mà tích. Trời ơi, ngoài cái Tết Nguyên Tiêu với Valentine, cái tháng 2 này nè, nó có một cái ngày đối với anh rất là quan trọng. Nhớ chưa mấy đứa? Quan trọng là gì? Trời ơi trời, sinh nhật của mấy đứa năm nào mình cũng nhớ, mình cũng mua quà để tặng riêng cho tụi nó, mà tới sinh nhật của mình á, trời không... ơi anh Vinh mới nói vậy rồi là mấy anh em mình tự hiểu phải không? Hôm nay là sinh nhật của anh. Nãy giờ nói lòng vòng hoài ai đâu biết. Quang lấy điện thoại coi hôm nay sinh nhật của anh ngày mấy hả? Trời ơi 20 tháng 2. Tan nát trái tim rồi. Chốt lại hôm nay là ngày 20 tháng 2, là ngày sinh nhật của anh. Mấy đứa coi sắp xếp tổ chức cho anh buổi sinh nhật hoành tráng coi. Tiền gì kìa? Tiền mới mua cái nhảy không cần quên. Mấy đứa không chích tiền quỷ ra. Đây, em mua cái cây. Em mua cái nha. Hết cháu, mua cái xả có 500 sao đủ. Tại vì em tại 500 đi thôi. Đi em, bánh kem luôn. Đi. Ê, Thanh với Ngọc ở lại đây. Giúp anh đào xuống cái hố coi. Ủa, đào hố chi anh Vinh? Thì mấy đứa nó mua hải sản về, mình đào cái hố mình làm cái bếp nướng dưới đất. Cái rồi thả hải sản lên đó nướng ăn buffet. Rồi em coi đi lấy cái len đi. Thôi nó lấy cái len rồi, vậy em đi coi đập than giúp anh đi. Ok anh. Rồi vừa nghe không? Kìa, tới đó. Cái tiệm này nè, hồi năm ngoái anh có mua một lần rồi. Toàn hải sản tươi sống không à. Vô lựa đi em. Được. Ủa? Tiệm này nó bán mấy cục đá này chi trời? Cái này là hào đá. Cục đá đâu đây em? Mà nó cứng vậy sao ăn em ngáo? Suy nghĩ đi. Cái cục này nè, em tách nó ra, rồi ăn cái phần ruột ở bên trong á. Cái ruột của nó giống như mấy con nhện sông mình vậy đó. Trời ơi, con có chút xíu vậy ăn chi? Thấy thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ đừng có khinh thường nha. Mấy con này ăn luôn sung lắm á. Em ăn 5 con luôn hả? Mua 5 con, rồi đã ăn hay nhịn. Mua 30 con. Thôi ra, mua giả cho nó sung ghé bạn. Mẹ đây lựa mấy con hào sống mà bự bự nha. Anh qua bển lựa mấy con tơ với mấy con mập. Không, hai con. Con này bự là. Trái cây ra chợ là nhanh nhất. Với lại ngoài này có nhiều loại, mua cho nó dễ. Giờ mình mua trái gì đây? Mận với ổi ra được chị ơi. Mình mua thêm táo đi, ăn cho đẹp da. Mua thêm bự nữa, chấm muối ăn cho nó ngon. Ok, vô lựa đi. Mua luôn đi nè. Chị ơi, cho em xin cái bọc. Tiền
nhiêu vậy? 500. Thôi đi về. Thôi về cho tao bự. Thôi đi cho lên đi. Mày đứa lại. Em cây gỡ nè mọi người. Lẹ đi Phương. Dạ, chị Thảo cầm giùm em đi. Em vô đi gỡ với Thao. Qua bên đây gỡ cho cậu này bãi. Ok chị. Chịu ảnh đây đi, bên đây cho. Ok. Mở bàn ra nè. Có Thao nè, gỡ cái cây vô đi em đại. Ừ. Đưa ra đây, đưa ra. Ủa người ta để cái bọc này để cho nó đẹp gì ta? Mấy cái mút xốp này nè, người ta bọc lên trái mặn cho đừng có dạp, để trái mặn nó mềm dữ lắm. Rồi đổ nước đây Dạo. Ok. Để tao vô. Này Thảo đây. Anh thấy mấy đứa nó rửa trái cây gần xong rồi kìa. Mùa này hải sản ít quá, cho nên tụi mình chỉ mua mực với hà thôi bạn ơi. Vô đây chắc được rồi đó. Ủa lẹ đó. Trời ơi, mấy con hào đá này làm gì mà dơ dữ ta. Ủa, hồi sáng anh nói là mình ăn cái gột không mà có ăn cái vỏ đâu mà sợ. Nhưng mà chút nữa mình ăn mình cũng phải cầm lên mà em, rửa cho nó sạch chứ. Công nhận, hai con mực này bự thiệt chứ. Rồi thêm 30 con hào đá nữa, anh đã quên nhớ ơi. Ở trong còn trái cây nữa kìa. Xong rồi đó, em xong chưa quay? Rồi nè anh ơi. Không vô tiếp anh coi. Dạ dạ. Rồi, chổng nước kìa kìa. Đem chổng nước nè. Dạ. Rồi, một miếng này nè. Mình cắt trái cây xong rồi, trang trí cũng xong luôn. Còn việc gì làm không Thảo? Thì mình ra ngoài kêu mấy đứa hùng tiền lại mua quà sinh nhật tặng anh Dến. Rồi cái quá trình đi mua quà nè, có cần kêu anh cameraman theo quay phim không? Thôi khỏi đi anh Đại ơi, mất công quá à. Thôi ta kiếm đủ gạch đó Ngọc ơi. Kiếm được 2 miếng gạch nè. Thôi là lặn lót đi. Em ơi, lẹ đi lặn quá trời nặng ơi. Lặn lên lên. Thôi, để tao lót tiếp cho. Thôi, mấy cục gạch này mày rửa sạch chưa vậy? Trời ơi, sạch bon nè mày ơi. Ăn buffet mình phải rửa cục gạch này nó thật là sạch, ăn mới ngon. Ừ, mày để mấy cục gạch này xuống đi để tao lót tiếp cho. Để lên để tao còn lót gạch nền nữa mày. Nhẹ nhẹ thôi, văng cát vô tấm bạc. Ừ, rồi đó. Để miếng này vô. Rồi than nãy mày mua đâu? Từ từ để tao đổ than vô cho. Ừ. Sinh nhật của anh Vinh năm nay bánh kem bự cho bác nè bạn. Chắc là đủ cho team mình ăn rồi đó. Tiên, tôi chị hỏi này coi. Hỏi đi. Bộ mỗi lần sinh nhật là mình quay phim vậy hả? Team mình có 10 thành viên, vậy là một năm có 10 cái sinh nhật. Không lẽ mình quay phim hết luôn hay sao? Không phải, sinh nhật của anh mà may mắn ngay nhà anh Vinh rảnh á thì mới được quay phim lại thôi. Còn không thì tự tổ chức sinh nhật ở nhà rồi mời bạn bè tới chơi. Bánh kem tới rồi đây nè mọi người ơi. Trời ơi, bánh kem nó bự dữ vậy. Đội mũ lên, đội mũ lên. Một cái, được rồi. Anh một cái. Trời ơi, cho nó bự quá. Rồi. Có bạn nè. Đổ lên. Nguyên kim của em hùng tiền rồi. Mua quà sinh nhật tặng cho anh đó. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, chú đáo quá. Nói nói vậy thôi chứ trai gái đàn ông có quà và vẫn vui nha các bạn. Rồi nướng ăn nha. Rồi để mà cái bên đó. Ok, để cho đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con mực này nó bự dữ lắm. Đứa nào cũng có phần hết trơn. Không có cần phải nhận dân đâu em ơi. Hào hả anh Dân? Hào luôn. Nhà ông là phải ăn hào. Cho nó xuống chứ. Gì? Cho em xin chôm chôm. Đây nè. Trời ơi. Chôm chôm này đứa nào lụm vậy? Mua anh lụm không mà lụm. Có phải ngoài chợ đó là cái sạp chôm chôm bác còn nhiều lắm không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái sạp của bác chà bó vậy nè anh. Mà sao anh biết vậy? Tại vì nguyên sạp đó chôm chôm kiểu này có mình mấy đứa bay mua chứ đâu có ai mua bá đâu. Đây nè, em muốn ăn muốn đem về nhà. Mực mới đây nó muốn chín luôn rồi nè. Mực anh ơi. Mấy đứa mua mực bự quá, cái thịt của nó dai nhách à. Mua mấy mực mình lựa con vừa vừa thôi. Nè. Rồi hào nó chín luôn rồi kìa, em tách ra luôn đi. Rồi rồi, anh đi. Miếng này chín rồi. Nè, đẹp không?
Mới ăn có một con phải xong rồi đó. Vậy chưa có đủ sung đâu. Ăn thêm một chục con nữa đi rồi mày thấy cảnh. Anh ơi, dính dính đâu rồi. Anh Hào đem dính, ngon lắm. Ủa mày không nhắc tao quên luôn rồi đó. Con người đã quy tập thành một thói quen ác độc, giết hại các loài động vật mà không chút lòng thương xót, nhất là thói quen ăn thịt động vật. Mày đang coi clip gì vậy? À, mới lúc nó tóc coi clip này hay lắm anh Vinh. Mày tắt điện thoại đi. Làm ăn Hào mất ngon ăn tiếp đi anh. Khắp nơi trên hành tinh này không có nơi nào, không có ngày nào mà con người không giết hại chúng sinh để ăn thịt. Máu của chúng sinh. Mày! Thôi ăn tiếp đi mấy đứa ơi. Trời ơi là làm ăn hết ngon. Thiệt. Nước rành ngáo ơi. Ủa hết đồ ăn luôn hả? Dạ. Cắt bánh kem nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa rồi em mua này tặng anh làm gì? Thì chị Thảo tặng đầm rồi, em tặng anh cái túi nữa. Kết hợp lại trộn một bộ luôn. Chứ giờ thì em đâu biết tặng anh gì đâu. Rồi anh ơi, còn một đám. Thùi nha anh. Thùi nha, này của em quá. Nhưng mà ai hợp với thương gì đó. Thấy để tử ruột của mình chứ các bạn. Nó biết mình thích mô hình, nó mua mô hình dịch cô ta. Chưa đâu anh ơi. Mô hình chỉ là chức năng thứ nhất của nó thôi. Nó còn chức năng thứ hai nữa đó. Chức năng thứ hai là chức năng gì? 9 triệu sub thẳng tiên. 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 Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đi xem cho anh. Rồi anh cảm ơn em. Thôi con này đem lên quán kiển luôn nha các bạn. Cầm giúp anh đi. Mở cho anh kem ra coi. Cái này là gì vậy? Dạ mà ta cơn của anh đó. Mày không nói nhìn không biết luôn á. Thôi vô lấy dĩa ra đây đi, em cắt bánh kem cho. Cảm ơn. Rồi ok, mình cắt bánh kem nha các bạn. Nhỏ trước đi, á tiền á tiền. Đấy quan mập, từ từ, từ từ. Trời ơi đây nè. Từ từ đi, cho bé heo đi. Bé heo nè. Nó Vinh, hôm nay sinh nhật của anh mà. Tặng có cái lò luôn kìa. Mình hát karaoke đi cho không khí sôi động lên anh. Mày không có anh luôn. Được rồi đó. Cái con bánh bèo này ỉ nó hay rồi tiết mục âm nhạc nặng giật mới hát trước chưa á. Bài thì em hát trước chưa. Bữa nay sinh nhật của anh Vinh nè. Gỡ bài nào chung chung hát nha. Đúng rồi đó. Mở cái bài tiết mục sinh nhật á. Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của anh Vinh. Mình sẽ hát bài Quả Bụng Tướng nha. Không không. Mở bài nó đi. Mặt tông nữ á. Em giọng cao lắm. Hồng nhan quyến lắm thấy tròn, trẻ nói đông trong lòng, từ lầu hoa mang thành ra chốn xa đường, chốn lương anh em. Em đang hát phút cao trào mà tự nhiên tắt mất vậy. À, về nhà hát mình đi em ơi. Anh Vinh, anh có nghe cái âm thanh gì vừa phát ra ở đây không? Kệ em chứ.
Thôi anh nói chốt lại là làm anh mất hứng quá. Video mình kết thúc tại đây luôn nha các bạn. Và hy vọng mọi người đừng quên thao tác cũ là gì? Bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha các bạn. Còn giờ đi. Bye bye các bạn. Nhưng mà bây giờ mấy đứa muốn hát muốn chơi đó chơi thoải mái đi. Em hát tiếp đi. Rồi em ở lại làm khán giả ngồi dưới coi giám. Đúng rồi. Anh làm gì? Bà anh ba kia lên thôi. Đi để em tập cho. Đó, đi. Tao nói sơ sơ vậy mày hiểu chưa mà mày tập rồi. Hiểu rồi. Rồi, lỗ tính cao đó, vô chơi đi. Dạ Nam. Dạ. Sao nặng dữ vậy anh Quang? Trời ơi. Ôi cho nổi xuống đi. Tương như cũng nhớ mà tập gì? Mày tập nổi không? Giờ. Thằng cu tí thấy gì chưa nó mạnh hơn em đó Phong ơi. Cu tí nó mạnh lắm. 80 kg cu tí. Đếm. Hả? Ngầu dữ vậy. Lên cu tí. Mày có hơn gì nó đâu. Tao thôi. Thôi. Qua cái bài mới đi. Đã. Đây, bài này. Bài show nè.